Chào mừng quý khách đến với công ty điện máy Vĩnh Hoa. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý khách về những sản phẩm điện máy hữu ích trong mùa hè năm 2023. Chúng tôi hiểu rằng trong thời tiết nóng bức của mùa hè, nhu cầu sử dụng các sản phẩm như quạt làm mát, điều hòa, máy lọc nước, tủ lạnh, quạt điện, quạt tích điện và quạt năng lượng mặt trời là vô cùng quan trọng. Những sản phẩm này mang lại không chỉ sự thoải mái mà còn giúp duy trì môi trường sống mát mẻ và trong lành. Quạt làm mát và điều hòa không chỉ giúp giải nhiệt mà còn tạo cảm giác thoải mái trong không gian sống và làm việc. Bên cạnh đó, máy lọc nước giúp loại bỏ các tạp chất, vi khuẩn và hợp chất độc hại từ nguồn nước, mang lại nước uống sạch và an toàn cho gia đình bạn. Tủ lạnh giữ cho thực phẩm tươi ngon và tươi mới trong suốt mùa hè, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn. Quạt điện, quạt tích điện và quạt năng lượng mặt trời là những giải pháp tiện ích để tạo luồng không khí mát mẻ và giảm bớt sự phụ thuộc vào điện năng. Để tri ân quý khách hàng trong mùa hè này, Công ty Điện máy Vĩnh Hoa xin trân trọng thông báo về chương trình giảm giá, chiết khấu và khuyến mãi đặc biệt. Chúng tôi hiện đang có chương trình giảm giá đặc biệt trên một số sản phẩm điện máy. Điều này giúp quý khách tiết kiệm đáng kể khi mua sắm các sản phẩm của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có chính sách chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn hoặc khi mua sắm trọn gói các sản phẩm. Khách hàng cũng sẽ được tham gia vào chương trình khuyến mãi đặc biệt như tặng kèm phụ kiện, bảo hành mở rộng hoặc voucher mua. Ngoài ra, Chúng tôi cũng sẽ có những chương trình chiết khấu đặc biệt cho khách hàng mua số lượng lớn hoặc khi mua các sản phẩm trong combo. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mua sắm và tận hưởng các sản phẩm chất lượng cao. Chương trình khuyến mãi của chúng tôi cũng có thể bao gồm các phần quà hoặc voucher mua hàng. Quý khách hàng có thể được tặng kèm các phụ kiện hữu ích cho sản phẩm, bảo hành mở rộng để đảm bảo an tâm sử dụng hoặc nhận được voucher giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình giảm giá, chiết khấu và khuyến mãi đặc biệt trong mùa hè 2023 tại công ty điện máy Vĩnh Hòa. Quý khách hàng có thể truy cập vào trang web điện máy vĩnh Hoa com của chúng tôi, liên hệ với đại diện bán hàng hoặc đến trực tiếp cửa hàng để được tư vấn và hưởng ưu đãi. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của công ty điện máy Vĩnh Hòa. Chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ mang lại sự thoải mái và tiện ích tối đa cho quý khách trong mùa hè năm 2023. Rất hân hạnh được phục vụ.